Đây là xe, đây là xe cam của Trọng Súng đó quý vị, và đây là bé Linh là đang làm quản lý cho Trọng Súng. Ồ, ngầu dữ ta. Căng sao mà ta lại xúc mình luôn đi. Thằng này mắc nớt mà đứng trước cam đa tao vậy. Xin chào quý vị. Em kiến cho giống như bán hàng. Giúp Ly Minh Hô hả? Dạ. Ủa bé Linh con muốn đi học không bé Linh? Dạ có. 4 năm lớp 1 rồi mà còn muốn đi học nữa hả? Giờ con muốn học thêm 1 năm nữa cho đủ 5 năm lớp 1 hả? Hồi nãy giờ phụ cha được gì rồi? Sáng giờ ông làm nó ly rồi nó uống gì nổi nữa. Uống vài bữa ăn trái cam luôn. Cho đẹp da hả? Giờ biết làm không? Biết tự giác không? Ôi trời ơi. Đây Trọng Súng đang làm nè quý vị ơi. Trọng Súng thành thục chưa Trọng Súng? Dạ. Thành thục chưa? Quen rồi. Quen hả? Mới đây quen rồi. Trọng Súng làm cho ai? Trọng Súng em hả? Làm cho Tốt Lên anh uống rồi, làm cho anh đi nè. Hồi nãy dạ bán cho anh đi chứ anh không có uống miễn phí đâu. Nãy có một cái cô mà không muốn gửi tiền cho anh Tiến á. Ừ, mình cho mấy anh em mình uống mà nó chưa làm như anh chưa uống không? Hồi nãy khúc thằng Thanh live stream là có anh đó đâu? Ừ có. Anh có uống chưa? Uống rồi. Dạ. Anh chưa uống làm cho anh đi nè. Anh uống rồi làm cho anh đi luôn. Làm đi mà tao trả tiền. Sao làm cho tao mày không cắt vỏ luôn đi cho không đắng. Cái vỏ ăn ngon lắm, cái vỏ cam ăn ngon lắm rồi. Nó về cũng chưa ăn luôn. Gì vậy? Tưởng cúp giật chứ. Mày chưa bán cho biết được bữa đực bữa cá như thế nào, trời mưa nắng mà định thuê bàn nhà trọng. Sao mà gan liều quá vậy? Em nói mà em chưa làm mà, chị nào mới làm. Trời ơi. Nàng làm mới bị nói. Mày rảnh quá ha, mày nói cho vui cho sướng miệng hả? Nói cho nó qua khúc cái gì thôi. Mẹ ngựa. Nói chuyện nó sắp bóp không? Làm gì? Mày có cái lá nó bay vô. Có cây. Có người đó. Sao không lấy ra mà bỏ đường vô vậy? Mấy gặp hai youtuber không đội mũ bảo hiểm mà đi ngông ngông ngoài đường vậy đó. Không giàu không mượn. Đi đâu mà dội mà vàng mà dấp bị đá mà vàng hoàng hoàng phải dây gì chứ lại nó đây mua về cam rồi. Về sạch. Ủa ai tài trợ cái tập về mà bữa qua màu khác bữa nay màu khác? Em mới mua thay đổi chứ, chị ở nhà giặt rồi. Giặt nảy của Ham Sen đó, cái kia chạy đó. Không cần mà phải giới thiệu đâu. Nãy có cái chị nào ở tỉnh lên mua cái nước cam không? Nãy gọi cho tôi chỉ đường. Không biết có tìm được ra không nữa. Cách là nửa tiếng con. Nhiều quá không quên, chắc có người đây, có người dắt đứa con rồi. Vậy hả? Rồi nãy đang làm clip mà chị nói gọi điện chỉ hoài, chị hỏi hoài. Mới chỗ ông Trọng bán nè, bả đang đi lên đây nè. Chị nào không biết là chị khán giả. Trọng Súng hôm nay chuẩn bị trời đổ mưa cũng bắt đầu chắc sầm nụ nữa quá à. Trời mưa làm gì? Trời mưa làm gì? Mẹ bài xa con để rồi mẹ vô cái gì con sống.
vô à. Thôi quay lại clip nè hả? Cảm xúc kênh Nhân 2 bị tắt quá. Chưa được bằng kiếm tiền hả? Tại bữa không đăng lên cái quảng cáo á, rồi nó bị tắt rồi. Bây giờ đang ẩn clip xuống, ẩn clip xuống bên cái quảng cáo á. Rồi ẩn clip xuống rồi mình nói. Có người sạn tủ nè chồng ơi. Minh Quân, công ty Minh Quân của cô Đào, cảm ơn cô. Cái đấy để đâu? Chiếc đem ba nằm sống sụm nụ. Không. Trời xa mưa giông. Bão cấp 15, 16 rồi. Cái thằng này chuẩn bị ra hào tò nè quý vị. Nó chuẩn bị 2 tỷ lá mít rồi. Thì tính dèo ghé cái chỗ bụi cây đó. Tốt không hả? Ê chậm, mà bán nước cam mà không lường trước được mỗi ly là bao nhiêu đường, sao mà làm đường gì đâu ngọt dữ vậy? Không, mỗi ly là 2 thìa. Để nó ngọt đường quá trời luôn. Bỏ đâu? Uống tiểu đường chết mẹ luôn à. Bà con cô bác ơi, nước cam miễn phí đây. Hôm nay khai trương trọng súng miễn phí đây. Để có luôn không? Bán cam nè. Bán ly 10.000 thôi. Con mua không? Ừ. Sắp mưa rồi chậm ơi. Rồi. Có anh nào rảnh không? Làm gì? Dạ. Kêu thầy kêu trời đừng đái lại hả? Thấy không? Giao vào tay. Cái này là 2 ký chắc. Không, lấy cái nhỏ nhỏ thôi. Rồi một cái hôm cái cam chất lượng quý vị. Cam bự chà bá luôn. Mình ấy như là trái cam nha. Ai thương tình ghé trọng súng. Bữa nay nó không có bị kẹt, hay hôm qua nó kẹt. Ai làm qua... gì? Gì? Ai làm hết gì? Không biết đó. Nam mình vẫn rồi hết rồi. Thấy bộ. Thấy đó, được rồi đó. Ủa, cá nhiều ha. Mình bán là mình phải ước lượng được là một ly là bao nhiêu muỗng đường chứ, mà làm cho tao ngọt ngay à. Tao ăn tao tiểu đường chết mẹ luôn à. Tại anh không uống đường ngọt đâu rồi. Chỉ nhỏ trong một thìa thôi nha cháu. Một ly lớn. Đó, được rồi đó. Tại cam nó ngọt lắm, cam đây cam cam sành. Cái này mình dành miếng muối vô là uống rất là ngon. Nó trạm sống đây sạch sẽ là bớt ở dơ quý vị ơi. Rồi đưa đây. Đáng lẽ nó bán 15.000 á, nhưng mà khai trương nó bán cho cô 10.000 luôn. 15.000 ly đá luôn. Ly bự. Ly bự hả? Nè. Rồi giảm cho rồi hả? Không bán rẻ mà, nhiều cái hộp to rồi. Hộp dữ vậy.
mày mua cái bọc gì mà dạng như kiểu cà phê Highland á, nó móc lại á. Ủa ly đó 10 ngàn đó hả? Này cà phê online 10 ngàn chất lượng luôn á. Gọi cô, cảm ơn cô. Giờ nó ngọt quá giờ biết làm sao ta? Chắc xin nước cam thêm quá ha. Cam và xin thêm cam luôn. Dạ. Ai thương tình. Cầm súng là tới đâu là được tới đó nha mọi người. Cầm súng nhớ tháng để thằng nước cho người ta nha mày rửa hoài. Đầu bán buôn bán quá sạch sẽ chứ để rửa đâu được anh. Cầm súng này ra dáng ông chủ rồi, biết sạch sẽ rồi, ngăn nắp rồi. Khăn đó là phải giặt liên tục nha. Có 2-3 cái thay đổi á. Người cũng phải tắm liên tục nha, làm nhiều đổ mồ hôi á, ngày tắm 2 lần nha. Đứng bãi chào khách đi chậu. Đứng nhảy múa tạo không khí chứ. Không có mình chào. Vậy có em gái bên đường. Em nói bữa đúng không? Bữa qua đó. Rồi, thả không rộng. Nói dài. Bữa đó địa chỉ số nhiêu nó không có rõ ta. 1084 hả? 1084. Ủa mà đứng mà tìm ai vậy? Nhìn ai vậy? Nó hốt mày hả? Anh đi bộ mà, anh sợ giao thông. Nhảy hip hop đi chồng. Nhảy hip hop đi. Cái này nó bị xấu quá. Mà bán mà lựa mấy cái nào ấy, cái này nè nó bị lỗng lỗ nè, không lo bán trước mà lấy cái thích lấy nào chắc là thích là sao? Nó là chính quá nè. Bạn cũng rảnh quá bạn hen. Ủa thắc ăn hả? Ép á, đừng cho không. Không ăn không hả? Ăn đi. Cái bụng tôi giờ toàn nước không. Từ ngày bữa giờ bán cam mà trọng súng bớt nó xà mũi gì ơi. Dạo này không được. Làm xíu là rửa tay à. Mua cái khăn á, lau tay với rửa làm gì. Cái kia đó chơi rồi trời. Bao có ai đâu hết chơi rồi. Còn cái bên đấy rồi. Ăn cam nhiều. Nhà tôi có trái cam. Nhà ăn không có trái cam. Mua rồi kìa. Trời mưa 500 coi trăm có trái. Đàn ông có chữa. Đàn bà có bầu. Trời sinh có mệnh có đào. Có gà có gái. Có gì nữa. Thật là vi diệu. Có bình định đây. Có ai có ai. Có trai có gái có bình định đây. Bình định gây hả? Bình định gây hả? Có. Bữa nay cậu vẫn còn nhớ chị Diệu luôn quý vị ơi. Đeo khẩu trang làm miệng là vẫn nhớ luôn đó. Buồn quá. Chiều nay bỏ tiền có mời chị không? Có. Có đánh dây thép gửi cho chị chưa? Alo. Alo. Hashimoto. Mày quay tao đánh sập kênh mày á. Đánh sao? Đánh gãy chứ sao? À này nó không có
có chua ha, thử mà chua. Mà anh ra mà chạy nước này đó lần kiếm á. Ngon ha. Giống như là ngon như gái 18 không? Ngon như nước. Nước mía như nước cam. Ê, đâu phải nước chùa đâu, cửa ngoài vô. Rồi chị Diệu tặng khẩu trang nữa nè. Chị ship tặng cho khẩu trang. Ủa không, chị ship tặng cho đồng hồ hiệu đâu rồi, đeo vô. Dạ đeo rồi. Đeo này mới. Ê, vợ cái mấy cái còn nhiêu tiền nha chồng, hình như là khắp khá. Đó cái bảy màu này mới đúng nè. Ồ, bên đây tiền nhiều ghê ta. 7 triệu đó. Ủa cầm xe trắng đó hả? Cầm sáng rồi. Trời ơi. Sành rồi. Nó nói chuyện xong ốc về chứ. Mua góp nhà thấp 30 cái khẩu trang hỏi chị đi đi đó, khẩu trang này đó. Khẩu trang, khẩu trang của chị Diệu Linh của chị ship đó. À mỗi lần nhớ là chạm đeo vậy hả? Đây cái nó bụng trọng vậy chứ mình khùng á. Mày anh nói tôi khùng, đứa nít nó nghe rồi nó phân bì nữa. Còn thấy nó ba trận không? Trời mưa nè cả nhà. Bữa giờ chuẩn bị tiền tới đâu rồi? 2 tỷ mà chuẩn được mấy trăm triệu chưa? Tự như em cỡ cây này cũng đủ rồi. Kêu đây em bút nguyên cây là đủ nhánh luôn. Đeo tập về là thấy không? À. Làm sống mà khi có tiền làm sống mập lắm quý vị, giờ nó hết tiền mà nó ốm ốm rồi đó. Khi đâu không có bầu. Không xuống có bầu. Sinh này lạ, sinh này cũng trước. Sáng giờ bán được bao nhiêu ly rồi? Sáng giờ hả? À, được có 3 mấy. 3 mấy. Bán xong đi sổ sách rồi lại ngày người ta biết được nhiêu ly. 3 mấy ly. Ở đó, ở đây chục lần thì nó ra 30 ly rồi. Cái tiền bán, nó bán tiền bán rồi tiền ăn nó ghi chung, nó không biết lời như thế này đâu. Bán mà 11 giờ ông ra. Rồi sao không, chiều giờ ông về sớm rồi. Hồi nãy mình đi mua cái nè, cái dù. Rồi thứ hai nữa là mình đi mua hay người ta cho đồ. Trời ơi, tiền của em không đó. Nè, em mua cái còn cái này là của cái bên công ty house sen. Còn mấy cái này là của em nè. Ủa sao của Heliken vậy? Không hả? Của ta cho tiền mua. Mua nhiêu tiền? 800 ngàn hả? Cái này hả? 300 mà. Còn má là giặt này mua tiền riêng. Rồi ngày hôm nay anh bán tới mấy giờ hay là anh về anh gửi xe sớm nữa? Nào. Chiều nay nè. Đi mua rồi. Ơi mưa rồi. Trời mưa làm chi? Trời mưa làm gì? Đây thì sợ được. Bắt đầu mà tào lao rồi đó. Và bây giờ anh xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú anh chị vào một video clip tiếp theo. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ Bình Định Dấu Yêu nha cả nhà. Ngọt quá trời. Ngọt gì đây. Ngọt chứ. Vô. Đã hả? Này là bị đau rồi. Nó ca để tự nhiên à. À cái máy em qua nó bị gì mà nó cứng ghê chứ. Qua ép xuống rồi nó dính luôn rồi. Đẩy lên cái nữa. Bây giờ hết chưa? Còn hơn là theo cái tập thái hình á. Bây giờ hết chưa? Đó là bữa nay nó nhà hiệu rồi. Bữa nay nhảy lên đi xuống nhà hiệu rồi. Nói mà cứ cãi. Qua bị gì mà cứ dữ á. Cho nên cái chỗ đó nó đang cái đó nó mới nó xi á. Nó bị ga ten. À cái ten của nó rồi nó nó mắc kẹt nghe ha. Ừ. Hèn chi. Là chưa ba trơn á. Qua đẩy ép chân nó giờ nó ép lên nó xuống nó lòi cũng bấm. Nặng á. Mà nói mà cãi không bao giờ nghe. Rồi hồi bữa nay nhà hiệu luôn ép. Sáng trả lời được nhiêu tiền nè bộ? Không biết luôn hả? Mà mua tiền cam ba mà trả chưa vậy? Rồi, sáng rồi trả rồi một nãy là 800 mấy trả rồi. Rồi với hôm qua 1 triệu 90 ngàn trả
rồi. Bỏ nhà bây giờ nó cái nào mình rửa xong rồi mình để nó, chỗ nào chưa rửa thì mình để nó ngoài ngoài. Ồ mưa rớt thì chạy. Mưa kìa. Trời ơi trời, nãy giờ mưa cả tiếng hồi tôi mới hay á. Giống vậy nhân dùng. Trời mưa cho nó mát. Trời mưa là đồng nghĩa với trận sóng sầm nụ đó. Đúng rồi. Phải mà nắng lên đi cô chú, cô chú đi dọc đường khát nước mới bán được. Mà... chứ giờ mưa rồi cô chú lạnh. Dạ mà kêu ông trời đi, mà kêu ông trời đi. Trời mưa làm gì? Đó, mà nắng là nắng liền đó. Chắc xuống cao là ông trời hết mưa liền đó. Không có đâu. Em càng kêu cũng càng mưa. Mới nói xong trời nắng lại rồi nè. Đúng. Không lẽ tin dưới xài đi. Thấy không? Rồi sẵn sàng nó linh nghiệm như thế này nè, mà nói trời ơi cho con trúng hai tờ vé số độc đắc đi. Nè, chi mới mua hai tờ chi rồi. Có mua thiệt hả ta? Chúng nó đắt mà mình có dẫn bán ca bình thường không ta? Ai biết được hôm bữa có người trúng có 15 triệu thôi mà nghĩ như 2-3 triệu đó. Em không phải. Mình trúng mấy bữa trước hay gì á. Rồi không có giò, không có hay luôn, trong mình không hay. Mà cũng vẫn đi làm bình thường. Rồi cái đầu vợ mà chúc xong cái kêu vợ đi lãnh mở cửa ra 12 giờ rưỡi đi. Rồi sao lại? Mà nói sao mà Tú Linh nó cười à. Trong mất gì gì. Giờ đó là ai mà cho lãnh. 12 giờ rưỡi kia sao lãnh. Rồi thích cái sáng luôn bấm điện thoại á, coi rồi nó sáng. Rồi sáng nó thích không nổi. Để đầu ngủ. Trời ác.